người ta kia hát mốt là xe dìn à, chưa làm nổi. Trăm mười bảy, trăm mười tám luôn. Xe này dìm nó lên tới đây nè, nó không có dầu kết nè, nó làm xong rồi test cho anh em xem nó khác biệt trước và sau khi làm lại. Test cái FH1 sau khi làm nồi xong. Anh yêu cầu gì của rồi nè. Chạy tới đây là đứng rồi không? Rồi anh cho anh chạy thử vòng đi. Thôi được rồi. Không chạy thử đi rồi bắt vô. Thôi được rồi. Không quay mẹ. Được rồi. Không thích quay phim à? Rồi. Bên này quá đông.